Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng 30 tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc ngày 18 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra thiên tai và các quận và huyện của Nam Xương, thành phố thủ phủ của tỉnh Giang Tây, phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau. Tính đến 14 giờ ngày 18 tháng 9, Nam Xương đã có tổng cộng 86 thị trấn với dân số gần 600.000 người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 588 triệu nhân dân tệ. Theo Tổng cục Bộ Quốc phòng thành phố Nam Xương, sáng sớm ngày 18 tháng 9, các sông lớn ở thành phố Nam Xương đã xảy ra tình trạng lũ vượt mức cảnh báo. Tại khu vực nông thôn Ta Cheng của huyện Changxian, Funan đã xảy ra một trận lũ lụt lớn vượt quá mực nước lịch sử. Mực nước tại một phần của đoạn kè của vùng đất Sulianzu ở thị trấn Ta Cheng đã ngập đến đỉnh kè, đe dọa đến hàng nghìn người đang sinh sống tại đây và 22.000 hecta đất canh tác. Cục phòng vệ thành phố Nam Xương đã nâng mức ứng phó với lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 từ 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9 và điều động 15.800 người tham gia cứu hộ chống lũ lụt. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng đã cử 6 đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng chống lụt bão tại các hồ chứa, kè và trạm bơm. Lực lượng đồn trú ở Nam Xương đã điều động hơn 1.000 dân quân và 6 thuyền xung kích để sơ tán khẩn cấp hơn 1.600 người bị mắc kẹt, đồng thời quyên góp 20.000 nhân dân tệ nước khoáng, mì gói, gạo, dầu ăn và các đồ cứu trợ cần thiết khác cho khu vực thiên tai. Tính đến 14 giờ ngày 18 tháng 9, không có người chết do lũ lụt ở các quận và huyện của thành phố Nam Xương và nguy hiểm ở các nơi về cơ bản đã được kiểm soát một cách hiệu quả. Còn tại sông Phúc Hà, Tân Cương, tỉnh Giang Tây, lũ lụt thảm khốc đã làm hơn 7 triệu người bị ảnh hưởng. Dịch vụ tin tức Trung Quốc tại Nam Xương ngày 18 tháng 9 cho biết do bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 26 con sông ở Giang Tây vượt mức báo động và sông Phu Hê ở Tân Cương đã trải qua một trận lũ lớn một lần trong 62 năm qua. Tính đến 8 giờ ngày 18 tháng 9, đợt mưa lớn này đã ảnh hưởng đến hơn 7,3 triệu người ở Giang Tây với hơn 10 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa xối xả liên tục đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và miền Bắc của Giang Tây và thảm họa lũ lụt ở một số khu vực còn vượt quá trận lũ lụt lịch sử năm 1998. Theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Giang Tây, lượng mưa lớn đã khiến 3.293 người ở Giang Tây bị thương và bị dịch bệnh do thảm họa và 532.500 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 4.644.300 ha và 33.700 ngôi nhà bị sập. Để đối phó với thảm họa, Sở Tài chính tỉnh Giang Tây và Sở Dân chính tỉnh đã khẩn cấp phân bố 20 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp cứu trợ thiên tai ở cấp trung ương và cấp tỉnh sẽ được sử dụng để di rời khẩn cấp và tái định cư cho người dân trong khu vực thiên tai, giải quyết khó khăn về đời sống của người dân bị ảnh hưởng và bảo đảm cho người dân bị ảnh hưởng có cơm ăn, áo mặc, nước sạch để uống, nơi ở và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh sau thiên tai. Theo tin tức của Tổng cục Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tây, theo tình hình diễn biến của mưa và mực nước hiện tại, được sự chấp thuận của tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây, Bộ Tổng phòng thủ tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 vào lúc 23 giờ ngày 17 tháng 9. Yêu cầu các địa phương phải dốc toàn lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Ngoài ra, cơ quan quốc phòng cũng khẩn trương điều động các vật tư phòng chống lũ lụt và cứu hộ như xuồng cứu sinh, xuồng cao su, áo phao từ kho vật tư phòng chống lũ lụt Trung ương để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt của Giang Tây. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong những ngày tới tại Giang Tây sẽ có một đợt mưa lớn nữa, tình hình lũ lụt sẽ gay gắt hơn. Sạt lở đất bất ngờ làm thiệt mạng 8 người. Thưa quý vị, Văn phòng Thông tin của Chính quyền Nhân dân huyện Wuping, thành phố Long Nham, tỉnh Phúc Kiến vào khuya ngày 17 tháng 9 thông báo, từ chiều tối ngày hôm trước, trên địa bàn quận đã xảy ra mưa lớn và tập trung khiến hai ngôi nhà trên địa bàn quận bị sập do sạt lở đất và một trong số đó đã làm thiệt mạng 5 người, một vụ khác khiến 3 người thiệt mạng. Đến nay, công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ người tại chỗ đã hoàn tất, công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Còn tại Vân Nam, trận mưa xối xả cũng đã khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất liên lạc.
Văn phòng thông tin chính quyền huyện Kyube của tỉnh Vân Nam đưa tin vào tối ngày 17 tháng 9 rằng do ảnh hưởng của hệ thống mây cấp độ trung bình và thấp, huyện đã có mưa lớn liên tục kể từ tối ngày hôm trước, dẫn đến 12 thị trấn trong quận ở các mức độ khác nhau. Tính đến 18 giờ ngày 17 tháng 9, tổng cộng có 4 người thiệt mạng và 3 người mất liên lạc do thảm họa. Từ ngày 18 tháng 9 đến đầu tháng tới, sẽ có thêm 2 đợt mưa rõ rệt nữa. Mưa lớn thường xuyên xảy ra ở khu vực phía nam sông Dương Tử. Các địa phương cần đề phòng thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn. Từ 2 ngày qua, Beixi, Heiqi, Labin và những nơi khác ở Quảng Tây đã hứng chịu mưa lớn đến xối xả, gây ngập úng nghiêm trọng ở một số thị trấn, làng mạc bị lũ lụt, đất trồng trọt bị nhấn chìm và sạt lở đất gây gián đoạn đường giao thông. Hình ảnh cho thấy vườn cây ăn trái ngập nước ở làng Juhe, thị trấn Tương Châu, huyện Tian Đông. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ ngày 18 tháng 9 đến cuối tuần, ở trung và hạ lưu sông Dương Tử và phía nam sông Dương Tử có lượng mưa nhiều hơn, sẽ có mưa to đến rất to ở các khu vực Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây và mưa lớn cục bộ ở Bắc Quảng Tây, Bắc Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác. Do không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam, đợt mưa đầu tiên sẽ kết thúc vào khoảng ngày cuối tuần. Nhưng bắt đầu từ tuần sau, gió mùa Tây Nam sẽ lại mạnh lên theo hướng Bắc và một đợt mưa mới sẽ kết nối liền mạch. Nhìn chung, dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa thường xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, Giang Nam, Nam Trung Quốc và các nơi khác. Số ngày mưa cộng dồn từ 3 ngày qua có lượng mưa nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước. Khu vực trung hạ lưu sông Dương Tử và một số khu vực phía nam có mưa to, thường xuyên có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa rất to. Bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 4 với thiên tai lũ lụt ở khu tự trị. Từ 3 ngày qua đến nay, hầu hết các huyện đều có mưa lớn, một số khu vực bị ngập lụt nặng. Vào ngày 18 tháng 9, lũ lụt đã xảy ra ở làng Đông Quan, thị trấn Đông Yiwen, Basitian. Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng tổng hợp của áp thấp gió mùa và đường cắt nên từ chiều tối ngày 19 tháng 9 đến ngày tiếp theo vẫn có mưa rất to ở các nơi trên khu vực Trung Quốc. Theo dự báo thủy văn, mực nước trung và hạ lưu sông Mân Giang, hạ lưu sông Quý Giang, trung và hạ lưu sông Tây Giang tiếp tục lên. Bộ đội quốc phòng ra quân ứng phó khẩn cấp với lũ cấp 4 vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 9. Theo kế hoạch khẩn cấp thảm họa lũ lụt khu tự trị Choang, được lãnh đạo Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của khu tự trị phê duyệt, quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa lũ lụt cấp 4 của khu tự trị từ 10 giờ ngày 18 tháng 9. Các đơn vị thành viên của mỗi thành phố được yêu cầu triển khai các công tác quốc phòng khác nhau, theo sự phân công trách nhiệm để đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão. Sạt lở đất ở Tứ Xuyên, Tống Giang giết chết 3 người, 5 hộ gia đình và 13 ngôi nhà bị vùi lấp. Kính thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 9, trên mạng thông tin về một vụ sạt lở đất ở thị trấn Cao Sang, huyện Tống Giang, thành phố Ba Dông và một số người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và các máy xúc đã đến hiện trường để cứu hộ. Vào ngày 18 tháng 9, phóng viên báo Sao Đỏ thông tin từ chính quyền địa phương cho biết 3 người mất liên lạc do sạt lở đất đã được tìm thấy và đã tử vong. Được biết, một điểm quan trắc thiên tai phi địa chất tại Kizaba, Esi, làng Yufu, thị trấn Công San đã bị sạt lở vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 do mưa bão lớn. Tại các thung lũng và đường giao thông khiến 5 gia đình và 13 ngôi nhà bên kia núi bị vùi lấp, 3 người mất liên lạc. Lượng mưa tích lũy tại thị trấn Công San đạt 434,6mm. Sau khi thảm họa xảy ra, huyện Tông Giang đã ngay lập tức đưa ra phương án cứu hộ khẩn cấp do thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ liên quan triển khai công tác cứu hộ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố liên tiếp có ý kiến chỉ đạo. Lãnh đạo thành phố và quận đã khẩn trương đến hiện trường sạt lở chỉ đạo, điều động lực lượng cứu hộ xung quanh nỗ lực hết mình để ứng cứu. Trong công tác cứu hộ có tổng cộng 8 đội cứu nạn khẩn cấp, 3 máy xúc, 5 xe cứu hỏa và 5 xe hỗ trợ y tế đã được huy động để tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, công tác cứu nạn cứu hộ khẩn cấp cơ bản hoàn thành, chuyển được 23 người ra ngoài an toàn. Nạo vét hơn 40 mét lòng sông, khơi thông 3.000 mét vuông nhà bị san vùi lấp. Vụ sạt lở đất làm 13 ngôi nhà bị vùi lấp, 3 người mất tích do sạt lở đất, vùi lấp dẫn đến tử vong. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả các nạn nhân đang được xử lý dứt điểm. Toàn bộ số người buộc phải di rời đã được tái định cư hiệu quả. Các công tác hậu sự liên quan vẫn đang được tiến hành. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 9 tại thị trấn Sikkim, Nam Bình, Phúc Kiến, cơn lốc hoành hành và tràn vào nhà riêng. Vào 2 ngày qua đã có một trận mưa lớn ở huyện Diên Bình
và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như lở đất và các dòng chảy đá vụn ở nhiều nơi ở Jianping và Xuchang. Vào ngày 17 tháng 9, dân làng ở thị trấn Sikin, thành phố Nam Bình lo lắng chạy và nhanh chóng băng qua khu vực sạt lở. Vào hai ngày qua, có một trận mưa lớn ở huyện Diên Bình và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như lở đất ở Jianping và Xuchang ở nhiều nơi khác. Tình hình thảm họa gần Tây ở Nam Bình đang được thống kê. Vào ngày 17 tháng 9, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam của thành phố Nam Bình và đặc biệt mưa lớn đã rơi ở quận Diên Bình. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, 11 km đường tháp nối dài của quận đã xảy ra vụ sạt lở. Một xe buýt nhỏ có 31 hành khách trên xe và một xe tải đi qua đường bị đẩy vào hầm ở West Town Creek. 7 người đã được cứu và 24 người mất tích. Hình ảnh ghi lại hiện trường vụ án trên sông Minh Giang gần Đại học Nông Lâm Phúc Kiến ở thị trấn Sikin. Mọi người đang hồi hộp chờ tìm kiếm cứu nạn. Giang Song Song, một người dân ở thị trấn Sikin, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến đã được cứu sống sau khi bị chôn vùi trong nhà suốt 4 giờ đồng hồ do nhà bị sập bởi dòng chảy nhiều mảnh vỡ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!